Thưa quý vị khán giả, ngày 15 tháng 3 có 230 bé tại xã Thanh Khương được đưa đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm, trong đó có 44 cháu dương tính với sán lợn. Viện Sốt rét và ký sinh trùng Trung ương cũng tiếp nhận 135 cháu ở xã Thanh Khương đến khám, kết quả xét nghiệm 13 trẻ dương tính với sán lợn. Theo ghi nhận, các bé từ 1 đến 10 tuổi, trong đó nhiều trẻ đang học tại trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi vào viện, một số trẻ bị rối loạn tiêu hóa được chỉ định nhập viện, số còn lại sức khỏe bình thường, bác sĩ cho về nhà. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm máu và huyết thanh, chiều ngày 15 tháng 3, các bác sĩ hai bệnh viện phát hiện tổng cộng 57 bé dương tính với sán lợn. Số mẫu còn lại vẫn đang tiếp tục được xét nghiệm. Toàn bộ kết quả này sẽ được bệnh viện chuyển đến gia đình các cháu. Những trường hợp dương tính với sán lợn được bệnh viện gửi kèm phiếu tư vấn và hẹn lịch nhận thuốc. Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, các trường hợp dương tính với sán lợn, bệnh viện tiếp tục phân tích thêm, tránh cho kết quả nhầm do phản ứng chéo. Theo giáo sư Kính, bệnh viện sẽ gửi danh sách các cháu nhiễm sán lợn đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương để các chuyên gia tổ chức điều tra dịch tễ. Các bác sĩ khuyên, đây không phải là bệnh cấp tính, do đó các phụ huynh nên bình tĩnh khi nghi ngờ con có run sán nên đưa đến bệnh viện để khám. Ông Kính thông tin, theo phác đồ điều trị hiện nay, để tiêu diệt sán trưởng thành chỉ mất một ngày, tiêu diệt hết trứng sán mất 2 tuần. Hiện chưa rõ nguyên nhân số lượng lớn trẻ em ở xã Thanh Khương nhiễm sán lợn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng các cháu nhiễm bệnh sau khi cơ quan chức năng phát hiện bếp ăn trường mầm non Thanh Khương sử dụng thịt kém chất lượng để chế biến, nên đã chủ động đưa các cháu đến bệnh viện để khám. thank you